Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 21 tháng 6, giờ địa phương, cho biết, ông không kỳ vọng sẽ trở thành người kế nhiệm ông Jens Stoltenberg làm Tổng thư ký NATO. Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra mắt hệ sinh thái thúc đẩy sản xuất quốc phòng Ấn Độ-Mỹ, INDUSX. Ngày 22 tháng 6, truyền thông Bulgaria đưa tin Sofia đang chuẩn bị thực hiện một đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc phương Tây đang tìm cách phát động một cuộc chiến nhằm hủy hoại nước Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự kiến ông Jens Stoltenberg sẽ nghỉ hưu từ tháng 9 năm nay, sau 9 năm làm Tổng thư ký NATO. Tuy nhiên, hiện tại khối hiệp ước này đang gặp khó khăn trong việc quyết định nhân sự thay thế trước hội nghị thượng đỉnh vào giữa tháng 7 tới ở Litva. Nhiều nguồn tin cho biết ông Stoltenberg sẽ được yêu cầu kéo dài nhiệm kỳ thêm một năm nữa. Liên quan nhân sự kế nhiệm ông Stoltenberg, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết điều đó sẽ không xảy ra đâu. Có lẽ họ muốn có một thủ tướng bước vào vị trí này, chăng? Ông Wallace trước đó từng công khai tuyên bố rằng mình thích vị trí Tổng thư ký NATO, cho The Economist biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ chưa muốn ông Stoltenberg rời nhiệm sở. Theo ông Wallace, người kế nhiệm của ông Stoltenberg sẽ phải làm hài lòng cả Thủ tướng Pháp Macron và Tổng thống Mỹ Biden. Mỹ muốn các đồng minh giúp đỡ trong chiến lược đối phó với Trung Quốc, còn Pháp thì nhấn mạnh quyền tự chủ chiến lược của châu Âu. The Economist cũng trích dẫn các nguồn tin thân cận với ông Ben Wallace cho rằng, quá trình tìm kiếm người thay thế ông Stoltenberg và nhân sự là Bộ trưởng Quốc phòng Anh vẫn còn đề ngỏ. Người phát ngôn của ông Ben Wallace từ chối bình luận về thông tin này. Thông báo chính thức từ Cổng Thông tin Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21 tháng 6, giờ Mỹ, cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra mắt hệ sinh thái thúc đẩy sản xuất quốc phòng Ấn Độ-Mỹ, INDUSX, tại một sự kiện do Hội đồng Doanh nghiệp Ấn Độ-Mỹ tổ chức. Theo thông báo, ra mắt trong chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Nhà Trắng, và vào thời điểm có động lực quan trọng cho phát triển quan hệ Mỹ-Ấn Độ, INDUSX sẽ thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai bên nhằm đưa ra những cải tiến mới trong công nghệ và sản xuất quốc phòng, tăng cường tạo việc cho người dân cả hai quốc gia cũng như thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng toàn cầu. Sự kiện ra mắt này đã thu hút sự tham gia của đại diện hơn 30 công ty khởi nghiệp Mỹ và Ấn Độ, cùng lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, học giả hai nước. Đại biểu tham gia đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong phát triển công nghệ tiên tiến giữa hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng của hai nước trên phạm vi rộng. Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hoan nghênh một chương trình hợp tác đầy tham vọng mà các bên liên quan INDUSX hướng tới. Các quan chức quốc phòng Mỹ và Ấn Độ khẳng định INDUSX sẽ thúc đẩy đổi mới và giúp trang bị cho lực lượng vũ trang hai nước nhiều vũ khí, khí tài cần thiết, đảm bảo duy trì một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở hơn. Ngày 22 tháng 6, truyền thông Bulgaria đưa tin Sofia đang chuẩn bị thực hiện một đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Tại cuộc họp chung của các ủy ban quốc hội về chính sách quốc phòng và đối ngoại, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Todor Tagarev cho biết nội dung viện trợ sẽ được xác định theo năng lực của Bulgaria và nhu cầu của Ukraine. Gói viện trợ quân sự này sẽ tương đương với gói viện trợ ban đầu đã được chuyển tới Ukraine sau khi được Quốc hội Bulgaria thông qua vào tháng 12 năm ngoái. Ông Tagarev cũng cho biết Bulgaria sẽ sớm tham gia thỏa thuận cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine. Ông Tagarev nhận xét về tuyên bố gần đây của Tổng thống Roman Radev cho rằng sẽ là một sai lầm nếu Bulgaria tham gia sáng kiến châu Âu như sau. Tôi không hiểu logic của lập luận này cho lắm, bởi trong trường hợp này, chúng ta đang nói về ngân quỹ của châu Âu và các khoản đầu tư vào tăng cường năng lực và hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng. Ông Tagarev cũng xác nhận Thủ tướng Nikolai Denkov sẽ dẫn đầu phái đoàn Bulgaria tới dự hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Vilnius vào ngày 11 và 12 tháng 7 tới, thay cho Tổng thống Radev với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội Bulgaria. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc phương Tây đang tìm cách phát động một cuộc chiến nhằm hủy hoại nước Nga. Các bạn tốt nghiệp vào thời điểm quan trọng đối với đất nước, khi tương lai địa chính trị của đất nước đang bị đe dọa, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trước các sinh viên tốt nghiệp từ các học viện quân sự Nga hôm 21 tháng 6. Ông lý giải, phương Tây đã phát động một cuộc chiến thực sự chống lại Nga, một lần nữa tìm cách hủy hoại nước Nga bằng tất cả sức mạnh của họ. Họ áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt, kích động tình trạng bất ổn và xung đột quân sự ở các nước láng giềng, đồng thời cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông nhấn mạnh, các học viên cần tính chuyên nghiệp cao nhất, sự cống hiến tối đa và khả năng nhanh chóng đưa ra các quyết định và chịu trách nhiệm khi đảm nhận các nhiệm vụ trên chiến trường. Phát biểu trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lưu ý với các học viên rằng, tăng cường sức mạnh quân đội là một trong những ưu tiên hàng đầu của Điện Kremlin. Theo Tổng thống Putin, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ giúp Nga có thêm nhiều kinh nghiệm cho mục tiêu này. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phát triển bộ ba hạt nhân, vốn là yếu tố đảm bảo chính cho an ninh quân sự của Nga và ổn định toàn cầu, chủ nhân Điện Kremlin nói. Ông Putin cho biết, khoảng một nửa số đơn vị và đội hình lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã được trang bị hệ thống nhá mới nhất và các binh sĩ đang được tái trang bị hệ thống tên lửa hiện đại có đầu đạn siêu vượt âm Avangard. Ngoài ra, những bệ phóng tên lửa SAMR đầu tiên sẽ được đưa vào trực chiến trong tương lai gần.
tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.